Tại huyện Cần Chuột, nhiều năm qua, huyện đoàn cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố nâng cao chất lượng đoàn viên. Do đó, đoàn viên được kết nạp mới ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Đây là một trong những buổi lễ kết nạp đoàn viên trên địa bàn huyện Cần Chuột. 203 học sinh ưu tú đang học tập tại trường Trung học Phổ thông Đông Thạnh, vinh dự được đứng chân trong hàng ngũ của đoàn đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua đó tạo cơ hội cho các bạn thanh niên, đội viên đã trưởng thành trong quá trình học tập rèn luyện, tu dưỡng bản thân, có nhiều đóng góp cống hiến cho phong trào đoàn, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, những chủ nhân tương lai của đất nước. Em cảm thấy rất là vui, rất là vinh hạnh khi được đứng chân vào hàng ngũ của đoàn, bởi vì được tham gia đoàn em học tập thêm nhiều thứ, có những mối quan hệ mới, có thêm nhiều kiến thức để phát triển bản thân, có thêm nhiều cái khả năng tự tin hơn, để có thêm nhiều kiến thức để có thể bước vào môi trường đại học cao đẳng sau này. Mỗi năm, huyện đoàn Cần Chuột kết nạp trên 1.500 đoàn viên, trong đó chiếm phần nhiều là học sinh trung học phổ thông và thanh niên nông thôn. Tính riêng từ đầu năm đến nay, huyện đoàn đã kết nạp hơn 700 đoàn viên. Ngay từ đầu năm thì huyện đoàn Cần Chuột rất là quan tâm đến cái chất lượng của kết nạp đoàn viên, cho nên là đã triển khai đến các cơ sở đoàn sẽ tổ chức các đợt phát động thi đua để các bạn sẽ thanh niên sẽ phấn đấu học tập rèn luyện lao động có thành tích nổi bật để kết nạp các bạn vào đoàn vào những ngày lễ các sự kiện lớn trong năm như là kỷ niệm thành lập đảng, thành lập đoàn, sinh nhật Bác hay là ngày Quốc khánh, thì chúng tôi sẽ tổ chức lễ kết nạp, và lễ kết nạp sẽ tổ chức rất là trang trọng ở các di tích lịch sử, các nhà che bia ghi danh, và cái đối tượng nhiều hàng năm đó là các em học sinh trong khối trung học phổ thông và đoàn viên nông thôn. Nhằm bổ sung cho đoàn đội ngũ đoàn viên có chất lượng, số lượng phù hợp, thời gian tới, huyện đoàn Cần Chuột tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn, đoàn cơ sở tạo môi trường thuận lợi giúp thanh niên rèn luyện, phấn đấu để được kết nạp vào các tổ chức đoàn, góp phần khẳng định tổ chức đoàn thật sự là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên, thanh niên.